Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại phiên tòa ngày 28 tháng 12, tranh luận với các ý kiến của luật sư, đại diện viện kiểm sát quân sự trung ương, viết tắt là viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đều lấy lý do cấp bách trong phòng chống dịch dẫn đến phạm tội là không đủ sức thuyết phục các bị cáo Trịnh Đình Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ, Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á đã thống nhất sử dụng kit test của công ty Việt Á để đưa đi kiểm nghiệm và nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài nghiên cứu phát triển kit test chuẩn đoán viêm phổi do virus corona gây ra. Đối với bị cáo Hồ Anh Sơn, đại diện viện kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ và lời khai của chính bị cáo Sơn để chứng minh hành vi phạm tội. Cụ thể số tiền 2,8 tỷ đồng được giao cho bị cáo này để tiến hành nghiên cứu được bị cáo nhờ nhiều nhà khoa học đứng tên, nhưng các nhà khoa học này không thực hiện việc nghiên cứu và chuyển lại tiền cho bị cáo Sơn chi tiêu cho nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo Sơn cũng được xác định đã thực hiện việc chuyển tiền cho công ty Việt Á sai quy định, gây thất thoát cho nhà nước. Bị cáo Sơn khai trên công vị chủ nhiệm đề tài, bản thân đã thống nhất cấu kết với Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt về việc sử dụng bộ sinh phẩm của công ty Việt Á để nghiệm thu giai đoạn 1 của đề tài. Bị cáo này thừa nhận việc này là gian dối trong nghiên cứu khoa học, vi phạm hợp đồng đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ ra hậu quả lớn hơn của sai phạm nêu trên. Cụ thể, việc gian dối của Sơn và các bị cáo khác là cơ sở để công ty Việt Á xin Bộ Y tế cấp phép thương mại hóa kit test, từ đó có cơ hội để trục lợi hàng nghìn tỷ đồng. Hồ Anh Sơn còn bị cáo buộc có những vi phạm trong việc mua bán tam bồng, ống môi trường. Những hành vi trên chứng minh bị cáo Sơn không phải ở vai trò giúp sức mà bị cáo thuộc vai trò thực hành nhằm vụ lợi. Do đó, việc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn là không có cơ sở. Chiều ngày 28 tháng 12, khi nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ân hận và chấp nhận toàn bộ mức án mà Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị bị cáo Trịnh Đình Hùng nói, bản thân đã nhận ra hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng cho rằng do tính cấp bách và mong muốn có một bộ kit test tốt nhất cho phòng chống dịch nên đã vướng vào sai phạm. Mẹ bị cáo Hùng năm nay đã 95 tuổi, ốm yếu, bố mẹ vợ cũng đã 90 tuổi bị bệnh, nằm một chỗ nên bị cáo Hùng mong muốn hội đồng xét xử vận dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo về với gia đình xã hội. Bị cáo Hồ Anh Sơn nói rằng khi bị bắt đã nhận ra những việc làm của mình làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín đội ngũ đảng viên, các nhà khoa học, các thầy tại Học viện Quân y. Bị cáo Sơn nói rằng, mình đã mặc quân phục được 30 năm, việc làm của mình đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của quân đội. Bị cáo Sơn xin lỗi đảng, nhà nước, quân đội, học viện quân y, xin lỗi các nhà nghiên cứu cùng đồng hành với mình trong nhiều năm. Nếu thời gian quay trở lại, bị cáo sẽ đi theo con đường đúng đắn, không vi phạm pháp luật để phải hậu tòa. Bị cáo Sơn nói, bị cáo này cho hay, khi bị bắt, gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, phải bán chiếc ô tô cũ để khắc phục hậu quả, Bị cáo mong hội đồng xét xử không phát mãi căn chung cư, nơi dung thân của vợ con bị cáo và xem xét những tình tiết giảm nhẹ giảm án. Nói lời sau cùng, bị cáo Phan Quốc Việt thừa nhận tội phạm bị cáo buộc, nhưng mong muốn hội đồng xét xử xem xét những công trạng của mình trong phòng chống dịch, áp dụng hình phạt nhẹ nhất cho bản thân Việt và những người có liên quan. Các bị cáo, cựu sĩ quan, cán bộ học viện quân y khác cũng có lời xin lỗi đảng, nhà nước, quân đội trong lời nói sau cùng tại phiên xét xử. Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đưa 7 bị cáo trong đó có cựu thượng tá Hồ Anh Sơn và nhóm sĩ quan học viện quân y ra xét xử. Phiên tòa sẽ xem xét các vi phạm liên quan công ty Việt Á, phần do quân đội giải quyết. Trong các bị cáo, có hai người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ và Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y. 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, trưởng phòng tài chính, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược. Hai bị cáo là người của công ty Việt Á gồm Phan Quốc Việt, tổng giám đốc bị truy tố về cả hai tội danh nói trên. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc chỉ bị truy tố về hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tòa án cũng triệu tập bị hại là Học viện Quân y, bị đơn dân sự là công ty Việt Á cùng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, cựu chính ủy Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, cựu phó giám đốc Học viện Quân y. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, ngày 21 tháng 1 năm 2020, Hồ Anh Sơn, khi đó là phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự Học viện Quân y, trình Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, khi đó là phó giám đốc học viện Quân y ký công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona. Sau khi nhận được văn bản của Học viện Quân y, Trịnh Thanh Hùng, khi đó là phó vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi thống nhất với Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á về việc để công ty Việt Á tham gia đề tài. Tiếp đó, Trịnh Thanh Hùng yêu cầu Hồ Anh Sơn bổ sung thêm công ty Việt Á tham gia đề tài và trình Thiếu tướng Hoàng Văn Lương ký. Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ giao đề tài do Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài, Học viện Quân y tổ chức nghiên cứu kit xét nghiệm với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Khoảng giữa tháng 2 năm 2020, Phan Quốc Việt chỉ đạo Hồ Thị Thanh Thủy mang các bộ kit ra Hà Nội để đánh giá chất lượng. Khi biết kết quả bộ kit do công ty Việt Á đưa đến có chất lượng tốt hơn bộ sinh phẩm của Học viện Quân y, thì Phan Quốc Việt báo cáo kết quả này đến Trịnh Thanh Hùng. Sau đó, Trịnh Thanh Hùng yêu cầu Hồ Anh Sơn làm văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị phối hợp thử nghiệm bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 công ty Việt Á đưa đến. Sau khi biết kết quả thử nghiệm bộ kit của công ty Việt Á mang đến thử nghiệm đạt yêu cầu, Trịnh Thanh Hùng yêu cầu Hồ Anh Sơn làm văn bản của Học viện Quân y đề nghị nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài. Cùng ngày, Hồ Anh Sơn trình Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y ký văn bản số 968 HVQI KHQS đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề tài. Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quy định số 489 QD BK HCN về việc thành lập hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1. Tới ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020, hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề tài của Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông qua quy trình do Học viện Quân y nghiên cứu nhưng dựa trên kết quả đánh giá bộ kit Công ty Việt Á cung cấp và kiến nghị Bộ Y tế xem xét cấp phép để sử dụng phòng chống dịch. Một ngày sau, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế có quyết định số 774/QĐ-BYT cấp số đăng ký tạm thời để dùng trong xét nghiệm sàng lọc. Khoảng tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á làm hồ sơ xin cấp phép lưu hành sản phẩm, cấp phép chính thức gửi vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế. Tới ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020, Bộ Y tế có văn bản đề nghị công ty Việt Á làm rõ quan hệ Học viện Quân y và công ty Việt Á trong toàn bộ hồ sơ liên quan như nhãn, báo cáo nghiên cứu và bổ sung tài liệu chứng minh. Sau đó, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc công ty Việt Á, xây dựng biên bản Học viện Quân y bàn giao cho công ty Việt Á ký lùi thời gian và lấy ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020 và trình Bộ Y tế xin cấp phép chính thức. Sau khi được Bộ Y tế cấp phép Phan Quốc Việt đã đưa bồi dưỡng Trịnh Thanh Hùng 2 lần với tổng số tiền là 350.000 đô la Mỹ, khoảng 8 tỷ đồng. Phan Quốc Việt chỉ đạo Vũ Đình Hiệp thông qua chi phần trăm tiền ngoài hợp đồng mua kit của Học viện Quân y để chia sẻ lợi nhuận đề tài cho Hồ Anh Sơn với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 29 tháng 10 năm 2021, 25 tháng 12 năm 2021 lần lượt hội đồng nghiệm thu sản phẩm quy trình của Học viện Quân y. Hội đồng cấp cơ sở Học viện Quân y do Thiếu tướng Hoàng Văn Lương là chủ tịch và Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thiếu tướng Lê Bách Quang là chủ tịch đều nghiệm thu, thông qua và đánh giá kết quả đề tài ở mức đạt. Viện kiểm sát cáo buộc thực chất việc hội đồng tổ chức nghiệm thu chỉ mang tính hình thức và không đúng bản chất vì sản phẩm để chứng minh cho kết quả nghiên cứu đề tài không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu và cũng không rõ nguồn gốc. Sản phẩm đã được bộ y tế cấp phép phục vụ phòng chống dịch trước khi nghiệm thu đề tài